Thưa quý vị, chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan vào ngày 25 tháng 9 năm 1952 thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí của các anh hùng liệt sĩ trong chiến thắng chiến dịch hè thu năm 1952. Theo đó, di tích chiến thắng Đồn Nhất nằm trong di tích Hải Vân Quan, nằm ngay ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, là một địa chỉ đỏ quan trọng để tìm hiểu ý nghĩa lịch sử vẻ vang của dân tộc. Qua đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của cha ông ta cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đồn Nhất là một vị trí quân sự quan trọng được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. Nơi đây được biết đến với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các anh hùng liệt sĩ trong chiến thắng chiến dịch hè thu năm 1952 của Đại đội 6 Tăng Cường Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803, Chủ lực Cơ động Liên khu 5. Những nhân chứng trong trận chiến Đồn Nhất năm ấy, khi nhớ về trận chiến, luôn cảm thấy tự hào, đồng thời xúc động khi đến thăm di tích chiến thắng Đồn Nhất được thành phố quan tâm, như cảm thấy bản thân được trân trọng và ghi nhớ trong những năm tháng gian truân như vậy. Vừa rồi ông đi lên để tham lại cái Đồn Nhất Hải Vân Quan cũng ấy, thì em thấy đúng lịch sử chuông sắc vĩ đại. Các vĩ đại gì? Cái ngăn cách giữa mình với bình địa thiên, mà cái này mình giữ lại để mình làm cái lịch sử. Cho nên ông nhìn thấy đấy, quá vĩ đại về lịch sử. Cái đó thời kỳ chống Pháp, thời kỳ chống Mỹ, mình nhìn trên cái Đồn Nhất, mình nhìn xuống cái biển Đông đó, mình thấy thuộc rực rỡ, ngon, thiên thần địa lợi nhân hòa, thấy rất đẹp. Đồn Nhất nằm trong di tích Hải Vân Quan, đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân ngay ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, di tích đang được chính quyền hai địa phương phối hợp trùng tu, phục hồi với tổng diện tích là 6.500 m², thời gian triển khai trùng tu là 2 năm, tổng kinh phí đầu tư dự án là hơn 42 tỷ đồng. Và trong cái dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi Hải Vân Quan thì di tích chiến thắng Đồn Nhất cũng nằm trong cái hạng mục được trùng tu toàn diện và để thấy được cái vai trò, cái vị trí, ý nghĩa của cái chiến thắng Đồn Nhất. Và đến nay thì công trình trùng tu tôn tạo di tích chiến thắng Đồn Nhất đã hoàn thành và đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Nhất. Với những giá trị lịch sử ý nghĩa như vậy, di tích chiến thắng Đồn Nhất Hải Vân Quan đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về những trang sử hào hùng của dân tộc Việt. Quan trọng hơn hết, việc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế chung tay trùng tu di tích này sẽ góp phần phát triển du lịch gắn với di tích, giữ gìn những giá trị lịch sử thiêng liêng để thu hút ngày càng nhiều du khách đến với hai địa phương.